làm video thì video này mình sẽ dùng để update tình hình với cả để kể cho các bạn một câu chuyện như này. Thì cái thời gian qua mình cũng khá là bận với công việc của sắp 1 với cả bận chuẩn bị cho sắp 2. Thì đội của mình vẫn đang trong cái quá trình đàm phán cái sắp 2, thế nên là cũng chưa biết cụ thể là bao giờ sẽ có sắp 2, nhưng mà nếu mà may mắn thì trong vòng khoảng 3 cho đến 4 tháng nữa thì sắp 2 sẽ xuất hiện. Và sắp 2 thì chắc chắn là sẽ ngon hơn sắp 1. Sẽ có nhiều đồ hơn này, đồ sẽ ngon hơn. Và còn nhiều thứ nữa. Và cũng để nói để mọi người chuẩn bị luôn, tức là vào khoảng độ tháng 5 năm sau sẽ có cuộc thi powerlifting lần thứ 2. Nói thế để mọi người chuẩn bị trước, để luyện tập trước. Đấy thì còn kể cái chuyện kia thì cái chuyện kia thì nhiều người biết rồi, nhưng mà không phải ai cũng biết. Thì cho các bạn xem cái ảnh này. Đấy, đây là một cái cột sống, và nếu bạn nhìn rõ ở mình sẽ phóng to lên, các bạn nhìn rõ cái phần này. Đấy, đây cái chỗ này nó lồi ra đấy. Thì đây là cái cột sống của mình. Đây là có thể tạm gọi là thoát vị. Đấy thì mình đã sống chung với cái thoát vị này trong một cái thời gian khá là dài. Và thực ra là mình sống chung với nó mà mình không biết. Tức là kể cái chuyện hồi xưa nhá, thì là hồi xưa là mình học trường Hà Nội Arms. Và trong trường Hà Nội Arms thì hầu hết mọi người chơi bóng rổ. Thì mình cũng chơi có một lũ, gọi là hồi đấy kiểu chơi rất là vui. Đứa nào cũng kiểu ganh đua nhau để kiểu chơi tốt hơn. Thì đứa nào trong đội bóng rổ cũng sẽ muốn là bật cao hơn. Và hồi xưa còn kiểu mua tạ xong rồi gắn vào chân để nhảy, tập bật các kiểu. Thì mình có hỏi, hồi đấy có một cái huấn luyện viên bóng rổ là nữ, thì mình có hỏi chị ấy là làm thế nào để mà kiểu bật nhảy cao hơn ấy, bởi vì là cái tạ kia thì nó chỉ giúp một phần thôi, mà cái tạ đấy thì hồi xưa cái tạ đấy nó rất là lởm. Tạ kiểu buộc vào chân trong nhảy một lúc là nó sẽ kiểu tuột xuống dưới chân ấy, và nó cọ vào chân rất là khó chịu. Đấy thì mình mới hỏi chị ấy làm thế nào để bật cao hơn, thì chị có chỉ cho mình như này, tức là mua tạ về, thanh đòn về, xong rồi cho lên lưng, cho lên cổ ấy, như kiểu dáng squat ấy, và sau đó nhảy lên. Đấy thì hồi xưa nói chung là ngây thơ không biết gì cả, chưa tập tạ bao giờ, thì cũng mua tạ về xong rồi cũng cho lên lưng xong cũng nhảy. Thì hồi đấy là chưa hề biết squat như thế nào nhá, mà mình đã nhảy rồi nên nhảy được khoảng độ tuần đầu thì quay lại, nói chung là thử nhảy, thử chơi và thử nhảy ném bóng rổ. Thì đúng là nhảy cao hơn thật, nhảy phải cao hơn chừng này, mà chừng này là rất là nhiều so với chơi bóng rổ. Thì đấy, mình nhảy hơn mình sướng, nói chung là tự nhiên nó lên rất là nhanh, bởi vì lúc đấy mình lúc đầu là mình chưa tập gì, thế nên là khi mà tập vào một cái thì nó sẽ lên rất là nhanh. Tuy nhiên ở đây thì sau khoảng một tuần thì bắt đầu tự nhiên mình thấy mình đau lưng, thấy rất là khó chịu lưng, thậm chí là cúi xuống là kiểu đau nhói ở trong, thì mình mới dừng cái kia lại, mình không có bật nhảy bằng tạ nữa và mình cứ để như thế. Mình không biết là lý do vì làm sao rất là khó chịu, bởi vì là nó không phải đau trong cái lúc nhảy mà trong lúc tập đâu, mà là kiểu tự nhiên trong ngày một lúc tự nhiên thấy nó đau, không biết lý do vì sao. Thế là mình không, lúc đấy mình không nghĩ là tại cái bật nhảy với tạ của mình. Đấy thì mình cứ đau thời gian khá dài, vài tháng, và hồi đấy kiểu rất là bé, thế nên là mình cũng chưa nhận thức được là cái đấy nó nguy hiểm, thế nên là mình mới kệ thôi. Xong rồi thằng bạn mình rủ đi tập thì mình cũng tập dần dần, thì tự nhiên nó lại dần dần nó hết đau dần. Và đến một thời gian tập tạ bình thường ấy thì nó hết hẳn, không thấy đau gì nữa. Đấy thì về sau này khi mà mình tập và bắt đầu nhiều hơn thì mình mới thấy một cái điều, nhận ra một cái điều, tức là khi mà tập squat mà tập kiểu nhiều rep quá hoặc là tập hơi nặng quá một chút là bắt đầu cái mông phía bên trái hoặc là cái đùi sau phía bên trái của mình nó bắt đầu căng lên,
thì nó chỉ căng thôi, nó không đau. Đấy thì có một cậu, đến một hôm có một cậu bạn, cậu ấy bị đau lưng bạn, cậu tập bị đau lưng, thì mình mới bảo là ok thôi, để tao dẫn mày đi bác sĩ này tao quen, thì dẫn đến ông đấy, thì mình cũng định luôn là kiểu như là ok thì mình hôm đấy đi, thì tiện thể hỏi luôn ông bác sĩ là chữa cho mình cái việc là nó căng, bởi vì khi mà căng như thế mình rất là khó lên tạ hoặc là khó tập tốt hơn. Chỉnh camera một chút. Đó. Thì đến đấy bác sĩ khám cho cậu kia trước thì bảo là không sao, vấn đề cậu này đau nhỏ như thế nhưng mà không sao, giải quyết được nhanh thôi. Thế mình mới yên tâm, mình bảo là đấy bây giờ chữa cho cậu xong rồi thì bây giờ quay ra mình mới bảo là anh kiểm tra giúp em cái lưng bởi vì em hơi nhói. Tự nhiên mặt ông bác sĩ ông ấy kiểu căng lại, nó là hơi kiểu suy nghĩ đấy, và thôi chết rồi em ơi, em đi chụp ngay cho anh đi, chụp cộng hưởng từ cho anh đi, bởi vì là khả năng kiểu 90% là em thoát vị. Anh rất là kiểu bác sĩ còn nói luôn là kiểu anh rất là mong là anh phán đoán sai thì là may cho em, nhưng mà em cứ đi chụp đi. Thế là mình đi chụp xong thì đấy, đây ra cái phim mà mọi người vừa xem ấy, thì mình thoát vị thật. Thế thì câu chuyện đấy nó cũng xảy ra cách đây hơn 1 năm rồi, thì các bạn thấy là mình kiểu sống chung cái thoát vị đấy, không hề biết là mình bị thoát vị cho tới khi mà gặp cái anh bác sĩ kia và đi chụp. Thì mình kể câu chuyện này thì để các bạn biết là khi mà ví dụ mình bị đau lưng hoặc là người trong nhà mình bị đau lưng ấy, mà nhất là ví dụ nó đau xuống, nó co xuống hoặc là nó rất là căng ở mông, đùi sau hoặc thậm chí là dưới dưới bắp chuối ấy, thì các bạn nên đi gặp bác sĩ đi chứ đừng chủ quan. Bởi vì là khi mà xuống như thế tức là cái thần kinh nó đang chèn ép vào cái không phải, bởi vì khi mà như thế tức là cái địa đệm hoặc là cái thoát vị nó đang chèn vào dây thần kinh, và người ta hay gọi là thần kinh tọa đấy, thì các bạn phải đi gặp bác sĩ đi. Và các bạn để ý nhé, là rất nhiều người sẽ bảo các bạn là tập cẩn thận không được chấn thương, thì hầu hết mọi người thậm chí cả mình sẽ rất là trẻ trâu và kiểu kệ và không quan tâm cứ tập, nhưng mà đến khi mà gặp chấn thương rồi ấy, thì mới thấm. Và để tránh những cái chấn thương đáng tiếc này xảy ra ấy, thì các bạn khi mà tập bất cứ cái gì các bạn nên là nhờ một người nào đấy có chuyên môn một chút, có thể hướng dẫn các bạn để tập những cái động tác cơ bản trước đã. Và khi mà nắm được những động tác cơ bản rồi thì các bạn hãy tiến tới những cái phức tạp hơn và những cái mức tạ nó nặng hơn một chút. Tuy nhiên là nếu mà bạn nào mà không may mắn mà gặp phải chấn thương kiểu như là đấy, đau lưng dưới hoặc là thoát vị như mình, thì nó cũng không phải là tận cùng của thế giới đâu. Bởi vì là ví dụ như mình ấy, thì sau cái thời gian điều trị xong ấy, thì mình bắt đầu mình tập lại, tập dần. Và tới hiện tại thì cái lần gần nhất là mình squat vẫn được 130. Nói chung là mức tạ nó không phải cao quá, nhưng mà đối với một người mà đã bị thoát vị rồi thì cái mức tạ đấy mình nghĩ vẫn ok. Và thực ra là mình có thể squat hơn được, nhưng mà những cái lần squat đấy mình vẫn khá là thận trọng. Mình không muốn là chỉ vì một phút là quá như thế là mình lại quay lại với cái anh bác sĩ kia, bởi vì nó rất là dễ bị lại. Và thực ra là nó xảy ra cách đây khoảng tầm độ khoảng độ 1 tháng trước, thì mình có deadlift hơi nặng một chút, thì sau cái lần deadlift đấy thì nó cũng hơi bắt đầu tức ở phía mông, rồi mình lại phải quay lại chỗ anh bác sĩ đấy và nhờ anh ấy xử lý cho. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, chỉ có mỗi cái là khi mà mình có cái con hơi gì ở đây thì thực ra là cũng không có vấn đề gì, nó chỉ có là mình sẽ bị lùi lại một chút thôi. Thì ở đây bởi vì là mình cũng biết một số thứ và mình cũng biết là cái trường hợp của mình như nào và phải xử lý như thế nào, nên là cứ mỗi khi tập là mình phải khởi động rất là kỹ, với cả sau khi tập ấy, thì mình sau khi ví dụ squat nặng mình sẽ phải tập thêm một số cái bài mà nó chuyên dụng một tí để nó có thể là giãn cái cơ đấy ra, nó không kéo cuộc sống nữa. Nhưng mà đấy là mình biết mình phải làm gì với cái cơ thể của mình. Còn các bạn ấy thì tốt nhất là các bạn có thể là trong trường hợp mà các bạn bị chấn thương thì các bạn có thể
để bác sĩ. Nhưng mà mình khuyên là đến bác sĩ nào mà gọi là tân tiến một chút nhé, tức là họ hiện đại một chút, bởi vì sẽ rất nhiều bác sĩ Việt Nam khi mà bạn thoát vị một cái đến bác sĩ đấy, bác sĩ sẽ bảo luôn là bạn sẽ không được tập nữa, tức là nghỉ tập luôn. Thì thực ra ở đây ấy, nếu mà khi mà các bạn gặp được những cái bác sĩ mà họ hiểu biết một chút, có thể là họ học từ nước ngoài, họ sẽ khuyên bạn là khi mà bị thoát vị này thì bạn vẫn sau cái thời gian điều trị các bạn vẫn nên tập để những cái nhóm cơ nó cân bằng trở lại và nó khỏe lên. Thì khi những cái nhóm cơ đấy khỏe lên thì nó sẽ đúng nhóm cơ nhé, thì nó sẽ hỗ trợ cho cuộc sống của bạn để nó không bị chèn ép nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì tất nhiên là phải biết là đúng tập đúng cái loại gì, cơ gì, bài tập gì đấy. Thì nhưng mà đây là mình mới nói chung đấy nhé, bởi vì là có rất nhiều trường hợp thoát vị khác nhau và có thể có những trường hợp nó rất là nặng và bạn có thể là phải nghỉ thật. Nên là mình chỉ khuyên các bạn là nên đến một số bác sĩ mà họ có hiểu biết hơn một chút để họ đưa ra cái lời khuyên mà chính xác cho bạn. Còn thì khi mà đã sau quá trình điều trị rồi thì các bạn sẽ phải tìm những cái người huấn luyện viên mà có hiểu biết, đã gặp những cái trường hợp như bạn, tức là đã gặp những cái trường hợp mà thoát vị hoặc là chấn thương cột sống rồi, thì họ sẽ có thể là giúp bạn có những cái bài tập mà nó an toàn hơn và hiệu quả hơn. Chỉnh lại camera một chút. Đấy, những cái bài tập an toàn hơn và nó dần dần nó khắc phục được những cái vấn đề mà bạn đang có. Là ví dụ những cái trường hợp cụ thể như mình nhé, là khi mà tập lại là mình sẽ không hề động tới squat hay deadlift một thời gian rất là dài, mà mình chỉ tập những bài bổ trợ thôi. Và bài bổ trợ ở đây thì sẽ bổ trợ cho đùi này, mông, đùi sau vân vân, và đặc biệt là phải chú ý tới cái bụng và phần lưng dưới, cái phần cơ trung tâm ấy, làm nào để nó khỏe hơn và nó gọi là hỗ trợ và giữ chắc được cái cột sống trong cái quá trình mà mình tập squat và deadlift nặng. Đấy thì bởi vì là cá nhân mình đã gặp phải cái chấn thương này rồi, thế nên là mình luôn muốn mọi người là có thể tránh được những cái điều tương tự nó xảy ra. Thì ví dụ như ở sáp chẳng hạn thì mình luôn luôn nhắc các huấn luyện viên là phải cẩn thận khi mà ví dụ khách họ có những cái vấn đề về tư thế. Nếu mà vấn đề rất là nặng về cuộc sống ấy, thì phải chuyển sang bác sĩ ngay. Nếu mà những cái vấn đề nhẹ thì mình sẽ luôn nhắc các huấn luyện viên là để ý tới những cái bài tập nào để giúp cái tư thế họ trở về cái trạng thái nó tự nhiên nhất có thể, để tránh những cái rủi ro chấn thương xảy ra. Đấy. Vậy thì cái câu chuyện chốt lại ở đây là cái gì? Thì đối với những bạn mà chưa có một cái vấn đề gì thì các bạn nên cẩn thận một chút. Khi mà nếu mà bạn là người mới bắt đầu tập thì nên chọn cho mình một người huấn luyện viên hoặc là một người bạn nào họ hiểu biết một chút. Đặc biệt là tránh cho mình những cái người nào mà cứ bảo bạn là khi mà squat phải đầu gối không được quá mũi chân nhé. Thì đầu gối không quá mũi chân ấy thì không làm sao cả nếu mà bạn biết tập, bởi vì bạn có thể tập low bar, tức là cái thanh đòn nó để thấp dưới cái phần trap hơn ấy, phần cơ hình thang ấy, thì các bạn sẽ kiểu phải squat đầu gối không quá mũi chân. Nhưng mà người nào mà cứ khăng khăng bắt các bạn là đầu gối không được bao giờ quá mũi chân ấy thì các bạn nên tránh những người đấy ra. Bởi vì tập với những người đấy thì rất dễ là các bạn sẽ bị chấn thương. Và với những bạn mà bị chấn thương rồi thì các bạn nên đến bác sĩ ngay. Những cái bác sĩ thể thao, các bác sĩ chuyên về cột sống. Bởi vì là cái anh bác sĩ mà mình điều trị thì anh có bảo là bởi vì là cái của mình ấy là đã để trong một thời gian quá dài rồi, kiểu phải nhưng phải hơn chục năm thì mình mới phát hiện ra, thế nên là cái quá trình mà điều chỉnh nó khó hơn rất là nhiều. Chứ còn nếu mà lúc đấy mà đã kiểu vừa mới đau ấy, vừa mới bị một cái mà đã đi kiểm tra được luôn thì nó đã khác, có thể là cái tình trạng nó không bị nặng như bây giờ. Mình vừa mới vào chỗ gửi xe thế nên là hơi tối một chút. Đấy thì nếu mà các bạn mà gặp phải cái rủi ro chấn thương rồi thì tốt nhất là nên tìm cho mình một cái bác sĩ thật tốt để họ chẩn đoán và điều trị. Còn nếu mà các bạn rất là hoang mang mà không biết phải làm gì cả thì có thể qua sóc. Thì dựa trên những cái khả năng mà có sẵn của bọn mình hoặc là những cái mà bọn mình biết thì bọn mình sẽ đưa ra lời khuyên. Có thể là cũng không
quá cần thiết phải đến bác sĩ chẳng hạn, bởi vì cái trường hợp này nó vẫn còn quá nhẹ, hoặc là nếu mà nặng quá thì bọn mình sẽ chuyển qua bác sĩ. Đấy thì cũng chỉ có thế thôi, gọi là cập nhật tình hình với cả chia sẻ với mọi người một chút. Hy vọng mọi người sẽ tập luyện ngày càng tốt hơn và luôn luôn tránh khỏi chấn thương. Xin chào.